Sáng nay, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tình hình kết quả công tác tháng 8 năm 2023. Trong tháng, Công an Nghệ An đã hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt đấu tranh có hiệu quả tội phạm ma túy, tội phạm trục lợi bảo hiểm xã hội, tập trung làm sạch địa bàn cấp xã có ma túy. Điển hình là Công an thành phố Vinh phá chuyên án bắt khởi tố 7 bị can về tội gian lận bảo hiểm y tế, gây thiệt hại và chiếm đoạt số tiền bảo hiểm hơn 2,1 tỷ đồng. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung tối đa lực lượng, biện pháp để hoàn thành các chỉ tiêu công tác, chủ động nắm chắc và có các biện pháp đấu tranh đối với số đối tượng hình sự cộng cán từ các địa phương khác về Nghệ An trong dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhằm đảm bảo an ninh trật tự để nhân dân đón Tết độc lập.